Cái tháo cái hộp số máy giặt LG luôn này. Lấy út thủy điện thay cái nắp trước em này. Cái em tốt thì về cửa gần vệ sinh thôi. Lật hôm qua rồi cho nước vẫn ra đấy. Thay nóc cũng sau. Đúng rồi. Thằng kia nó mượn rồi, tí lấy về. Bưng mặt nạ xuống. Em xoay em để góc luôn. Đó, xoay xuống. Đó. Ở đây vậy. Thì ốc là một chỗ nha, ốc là gọi là một nơi nha. Tháo cái vành trước này, Quang tháo cái vành ra đây Quang. Cái bút thiện cạnh không nổi đâu em, lấy cái tô vít ấy, cái bút thiện cạnh nó gãy á. Tháo bốn ốc rồi lấy cái vành này. Quên tháo sớm này xem hộp số. Cái này tháo giống như tháo vệ sinh máy giặt luôn này, đúng không? Nhưng mà tháo hộp số thì tháo thêm cái dưới thôi. Có cái gờ cạy này, bốn góc. Bật mạnh ra lên mà. Ừ, cứng lắm. Lấy cái nắp lên rồi tặng con đốc này ra. Này có cái bộ đấy tháo thì dễ hơn. Cái chụp nó đâu? Cái chụp nhỏ đâu? Đi, đi. Cái chụp nhỏ dễ tháo hơn. Nó vừa nốc luôn. Nốc đấy 36. Ốc thử ước này. Thử ước là mất cái đầu tháo rồi. Hình như còn cái đầu không? Đấy, chụp cái vừa không? Không. Chụp cái không vừa. Thì ốc này ốc 38 rồi. Chưa bám hay sao em ạ? Cho cái nó bám rồi. Chế à? Ừ. Nhưng dây bẫy xịt vào nó hơi khó đấy. Bình thường cái máy này cũng được này. Nó lên rồi. Đó, vệ sinh là tháo này, xịt vệ sinh này. Thế vệ sinh luôn này. Chịt sơ quá. Ừ. Mọi người vệ sinh máy giặt thì tháo này ra vệ sinh. Nếu cái này mình tháo hộp số. Để nghiêng mặt xuống anh ơi. Nghiêng mặt xuống đây. Cái đỡ ấy hơn. Nó đỡ. Cái nắp kìa. Từ từ Cường ơi, lấy cái này lót Cường ơi, hơn xước người ta đi. Lót đi em. Ông các để nghiêng một chỗ đi. Hả? Lót để xước. Nghe tháo lồng vệ sinh ra này thôi, xịt rửa xong lắp lại thôi. Cái máy này thì bị hư hộp số nên mình tháo cái này mình tháo khác nhé. Điên à, hộp số cái này mà, đây là motor ấy. Ở trên đấy. Đấy. Cái này tháo 8 con ốc được thôi, vừa ốc to được thôi. Cái men vít được nhanh. Tháo lồng lỏng rồi xong lấy mít bắn. Men vít bắn đi cơ. Lắp này, này. Lắp cái đầu dài bắn dễ hơn. Máy thì sao ta?
đóng pin à? Pin nó bị sao? Chỉ là đâu nặng quá. Lấy cái này tiếp 13 T13. Đúng đấy. Nó kêu máy ông gì của chúng ta? Biết chưa? Không chứ anh có một khẩu súng LG mới kia anh đưa cho em lắp cái nhà nào được không nhỉ? Anh nhớ có cái khẩu súng LG mới đó mà. Ừ, đây là hộp số LG, LG tháo mình hộp số đó thôi. Đối với Sanzo tháo cả máng luôn. Nhớ có một cái bé này. Đâu rồi? Lắp rồi hả? Cái này dễ tháo ra. Cái này dễ tháo lắm. Đây là hàng khác phải tháo cả cái máng đấy. Cái này này, cái này mà bị quay qua quay lại là một cứng á, là bị hư hộp số này, để im này quay này. Đúng không? Cái này, ô cái này nhẹ mà. Hư rồi, sượng rồi. Nước, cái này thường thường nếu mà cứng rồi này, nó bị kẹt cứng rồi. Nước gãy nhông rồi. lúc nặng lúc nhẹ, nước nó xuống nó bắn á, thường thường mà hư hộp số á là cái nhớt này có đây có nhớt nước đúng không, và cái nhớt nó bắn xung quanh cái viên này thấy có viên này chưa, kia bắt đầu cái này là mới hư nó bắn ít hiểu xung quanh cái viên này, tại vì cái nhớt nó xuống đây đúng không, nó rách nó hư phớt này, nó rách xuống trục này là cái nhớt nó bắn xuống cái dây của đoàn này, khi dây của đoàn này máy nó quay á là cái nhớt nước nó bắn xung quanh viên này hiểu không, nó theo cái lực ly tâm á nó bắn thôi. Bánh LG thường đoán xung quanh cái viên này đó, xung quanh một cái vòng tròn đều bán hết. Cái này hư rồi. Bây giờ kiếm một cái tốt khác lắp vào là được thôi. Đó, cái tháo này đơn giản rồi.